Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, đã 4 thập kỷ trôi qua kể từ ngày cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 nổ ra. Dù chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn thôi, nhưng sự khốc liệt, sự ám ảnh của nó để lại trên đất nước Việt Nam không hề thua kém bất cứ cuộc chiến tranh nào. Sau 42 năm nhìn lại cuộc chiến tranh mà Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố dạy cho Việt Nam một bài học, các học giả phương Tây đã có những nhận xét hết sức gay gắt. Thậm chí, họ còn khẳng định rằng cuộc chiến năm 1979 của Trung Quốc chính là một thất bại chưa từng có trong lịch sử. Vậy các học giả đã nói gì về ý đồ bành trướng xâm lược Việt Nam của Trung Quốc? Và Trung Quốc đã phải nhận lấy những bài học đắt giá nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Ngày 17 tháng 2 năm 1979, hàng trăm nghìn binh lính Trung Quốc đã tràn qua biên giới phía Bắc Việt Nam, phát động một cuộc tấn công đẫm máu dọc theo biên giới giữa hai nước. Tới ngày 5 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc bất ngờ tuyên bố rút quân. Bắc Kinh rêu rao rằng cuộc chiến là một chiến thắng, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Tuy nhiên, quan điểm này lại không được giới nghiên cứu chính trị, quân sự thế giới tán đồng. Ngược lại, nhiều học giả uy tín nhất trí rằng cuộc chiến năm 1979 của Trung Quốc là một thất bại toàn diện. Học giả Mỹ King Sichen cho rằng, việc Trung Quốc tấn công Việt Nam trong chiến tranh biên giới năm 1979 có thể là hành động làm giảm sức ép quân sự mà Việt Nam đang tạo ra đối với lực lượng Pol Pot. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Trung Quốc đã không thể gây sức ép, buộc Việt Nam phải từ bỏ nghĩa vụ quốc tế của mình ở Campuchia. Theo giáo sư Mỹ Peter Watting, cuộc xâm lược mà phía Trung Quốc rêu rao là nhằm dạy cho lãnh đạo Việt Nam rằng họ không thể duy trì lực lượng ở Campuchia, đã gây ra điều trái ngược. Nỗ lực của Trung Quốc chỉ khiến Việt Nam rút một số ít quân khỏi đó, trong khi quân Trung Quốc đối đầu với quân đội đóng ở biên giới và dân quân, chứ không phải lực lượng thường trực. Sau khi Trung Quốc rút khỏi Việt Nam vào tháng 3 năm 1979, quân đội Việt Nam vẫn tiếp tục ở lại, sát cánh cùng nhân dân Campuchia chống chế độ diệt chủng, không để Pol Pot tái lập lực lượng. Vì cuộc chiến diễn ra hoàn toàn trên lãnh thổ Việt Nam nên nó đi ngược lại những gì mà giới lãnh đạo Trung Quốc đã khẳng định, rằng Bắc Kinh không bao giờ đe dọa hay tấn công láng giềng của mình. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS cho rằng cuộc xâm lược là thất bại bởi Trung Quốc tổn thất quá lớn và nước này không chỉ không thành công trong việc ép lực lượng Việt Nam rút khỏi Campuchia, mà trên hết còn dẫn tới tổn hại uy tín không thể nào gột sạch. Trong suốt cuộc chiến, Trung Quốc đã triển khai một lực lượng hùng hậu hơn 400.000 quân để đối đầu với chỉ khoảng 50.000 binh lính và quân dân Việt Nam. Số quân này tương đương với lực lượng của Trung Quốc trong chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, trong chiến tranh Triều Tiên, với 24 giờ, Trung Quốc di chuyển được xa hơn dù phải đối mặt với một lực lượng lớn hơn và được trang bị tốt hơn. Năm 1979, PLA phải mất tới 3 tuần chiến đấu dữ dội mới tiến vào được 3 tỉnh gần biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai. Trong cuốn sách của mình, giáo sư khoa học chính trị King Sichen nhận định, lực lượng Trung Quốc đã phần nào gây tổn thất cho một số sư đoàn thường trực của Việt Nam như sư đoàn 3 ở Đồng Đăng, sư đoàn 345, 216 ở Lào Cai và có thể là sư đoàn 346 ở Lạng Sơn. Nhưng về căn bản thì không thể phá hủy một hay hai sư đoàn. Một trong những điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc là vũ khí lạc hậu và hậu cần. Thêm vào đó, họ còn đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Việt Nam. Ông Chen đã nhắc tới phát biểu Thứ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Túc Dụ hồi cuối tháng 12 năm 1978 để minh họa cho sự kém cỏi của quân Trung Quốc. Túc nói rằng PLA có thể chiếm Hà Nội trong một tuần lễ chỉ với một phần sức mạnh từ các quân khu Quảng Châu và quân mình. Nhưng trên thực tế, PLA mất tới 16 ngày mới chiếm được Lạng Sơn, cách Hà Nội 85 dặm, với sức mạnh của 10 sư đoàn từ 6 quân khu, một lực lượng tương đương cả quân khu Quảng Châu và quân mình gộp lại. Theo học giả Hàn Quốc Yoo Jin-sun, đây là một sự tổn thất về uy tín quốc gia đối với một nước lớn như Trung Quốc khi bị thất bại trong tay của một nước nhỏ bé như Việt Nam, dẫn tới cái tên hồ giấy. Về mặt kinh tế, như Trần Vân, bí thư thứ nhất Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ ra tại cuộc hội thảo vào tháng 4 năm 1979, nếu cuộc chiến kéo dài thêm 6 tháng, gánh nặng tài chính sẽ lớn đến mức Trung Quốc không thể nào gánh vác nổi. Trong cuốn On China, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định, cuộc tấn công năm 1979 cho thấy Liên Xô không sẵn sàng can thiệp quân sự để chấm dứt hành động của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhận định trên có phần không vững vàng khi xét tới những gì đã xảy ra trước cuộc tấn công
tới những toan tính của Đặng Tiểu Bình và lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề này. Nói một cách khác, cuộc tấn công chóng vánh của Trung Quốc vốn được thiết kế để giảm thiểu khả năng va chạm với Liên Xô. Trong một cuộc họp về ý định tấn công Việt Nam, lãnh đạo Trung Quốc Trần Phân nói, một cuộc chiến nhanh chóng với Việt Nam là khả thi bởi lực lượng của Liên Xô dọc theo biên giới Trung Quốc thiếu hụt. Moscow sẽ cần điều quân từ châu Âu tới tấn công Trung Quốc và hoạt động này sẽ cần tới hơn một tháng. Trong cuộc trao đổi với Takeshi Watanabe, Chủ tịch hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo News, Đặng Tiểu Bình khẳng định cuộc chiến sẽ kết thúc trong khoảng 10 ngày hoặc thêm một vài ngày nữa. Một tuyên bố bổ sung được Phó Thủ tướng Vương Chấn đưa ra vào ngày 25 tháng 2 trong yến tiệc tiếp Bộ trưởng Công nghiệp Anh Eric Varley. Wang cũng nhấn mạnh Trung Quốc không có ý định tiến về Hà Nội. Theo học giả trên, những thông điệp này là bằng chứng để ngăn Liên Xô can thiệp, phản ứng trước kêu gọi rút quân của Mỹ, đồng thời là động thái xoa dịu nhằm giảm thiểu lo ngại của một số nước về cuộc chiến lớn hơn. Nhà nghiên cứu Mỹ Sam Brazier thì nhận định, thay vì khiến quan hệ Việt-Xô yếu đi, cuộc xâm lược của Trung Quốc lại gây tác dụng ngược, chỉ làm củng cố thêm quan hệ giữa hai nước. Từ giữa tháng 4 và tháng 7 năm 1979, Liên Xô đã tái trang bị cho Sư đoàn 308 cùng các đơn vị khác với những thiết bị mới, gồm cả 111 xe chở quân bọc thép PMP-1 với tính cơ động cao, có thể mang theo các tên lửa chống tăng dẫn đường. Liên Xô còn điều cố vấn quân sự từ các đơn vị nhận được thiết bị mới. Hoạt động xây dựng hạ tầng không quân và hải quân của Liên Xô ở Đà Nẵng và Vịnh Cam Ranh được tăng cường sau cuộc xâm lược của Trung Quốc. Và các nhà quan sát đương đại cảm thấy rằng vị thế quân sự của Liên Xô ở Đông Á được tăng cường sau cuộc chiến. Quý vị thân mến, nhận xét về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, các học giả phương Tây cho rằng cuộc xâm lược này đã khiến Trung Quốc tổn thất quá lớn và anh bạn láng giềng này còn phải tổn hại, uy tín tới mức tiếng xấu còn mãi muôn đời, không rửa sạch được. Nhìn lại cuộc chiến tranh, trước sự chống trả quyết liệt của quân và dân Việt Nam, Bắc Kinh đã buộc phải tuyên bố hoàn thành mục tiêu và rút quân, dù trên thực tế, lính Trung Quốc vẫn tiếp tục chiếm đóng, đánh phá nhiều vùng biên giới Việt Nam suốt nhiều năm sau đó. 42 năm trôi qua, từ thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc đã phải rút ra nhiều bài học cay đắng. Vậy đó, những bài học nào khiến Trung Quốc ngậm đắng? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Bài học thứ nhất, pháo binh Trung Quốc chiến đấu như thời Napoleon. Theo ghi nhận của tác giả Nayan Chadan trong cuốn Anh em thù địch, Trung Quốc đã huy động hàng trăm pháo tầm xa 130mm và 122mm cùng hỏa tiễn phóng loạt 140mm điên cuồng tấn công toàn tuyến biên giới Việt Nam với tốc độ gần như một quả trên giây. Một phóng viên người Mỹ có mặt tại vùng biên giới Việt Nam khi đó đã viết, hỏa lực dày đặc tới mức nó gần như giống với tiếng oanh tạc của máy bay B-52. Có thời điểm, cuộc nã pháo kéo dài tới 20 phút, chứ không phải 1 phút hay ít hơn như thường thấy trong các đợt không kích của Mỹ. Sau đó, giống như những đợt thác lũ tràn qua đập, 85.000 lính Trung Quốc dưới sự yểm trợ của thiết giáp đã tràn sang Việt Nam tại 26 địa điểm dọc theo biên giới. Áp dụng chiến thuật biển người thời chiến tranh Triều Tiên, PLA đã đẩy hàng ngàn binh sĩ đều cố gắng đánh bật quân du kích và bộ đội biên phòng Việt Nam trên những ngọn đồi và khu vực thung lũng. Thế nhưng, học viên của trường quân chính quân khu Quảng Châu lại thừa nhận, các pháo thủ Trung Quốc không biết cách đo xa và tính toán dữ liệu khai hỏa. Hệ quả là pháo binh Trung Quốc không thể yểm trợ gián tiếp một cách hiệu quả. Hỏa lực pháo binh Trung Quốc chỉ giới hạn ở những vụ tập kích ồ ạt quy mô lớn và các cấu trúc địa hình rộng lớn hoặc bắn không chính xác vào các mục tiêu nhỏ hơn. Trung Quốc rõ ràng không có một quy trình chỉ huy chiến đấu. Do đó, pháo binh nước này chẳng hơn là mấy pháo binh thời Napoleon hay thời kỳ đầu của cuộc nội chiến nước Mỹ. Còn theo nhà báo Nayan Chandan, Bắc Kinh đã thực hiện chiến thuật tấn công xâm lược Việt Nam theo cách mà nhà Thanh đã thực hiện vào năm 1788, nhưng với vũ khí của thế kỷ 20. Vì vậy, việc thất bại là điều đã được báo trước với quân Trung Quốc. Chính Bắc Kinh sau đó đã thừa nhận chiến thuật này là một thảm họa. Bài học thứ hai, chiến thuật bộ binh sơ đẳng. Học viên và sĩ quan trong trường quân chính quân khu Quảng Châu cho rằng, lính Trung Quốc đã sử dụng những chiến thuật bộ binh sơ đẳng kém cỏi. Mặc dù bộ binh Trung Quốc có thể gây ra những thương vong lớn, nhưng các đợt tấn công ồ ạt vốn được giới quân sự Trung Quốc ưa chuộng luôn phải chuốc lấy thất bại. Bài học thứ ba, kỹ thuật công binh phục vụ chiến đấu của Trung Quốc còn rất thô sơ. Mặc dù Trung Quốc chiếm số quân áp đảo, nhưng Việt Nam lại tận dụng được điểm yếu này của Trung Quốc khi xây dựng các hệ thống hầm hào vững chắc và cài mìn xung quanh đó. Trong chiến dịch tấn công, học viên của trường quân chính quân khu Quảng Châu nhận thấy rằng các binh lính PLA
ít nhất là những lính thuộc quân đoàn 43 không thể phát hiện và tháo dỡ các bãi mìn. Trong khi đó, theo anh em thù địch, quân đội Trung Quốc đã không lường trước được sự lợi hại của hệ thống hầm hào và công sự chằng chịt mà phía Việt Nam đã xây dựng từ trước để bảo vệ vùng biên giới. Chỉ trong vòng 3 ngày lâm trận, Trung Quốc đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề với số thương vong rất cao do hàng ngàn binh lính bị chia cắt bởi hệ thống súng máy bắn ra từ các công sự chiến đấu và dính mìn. Bài học thứ tư, mù mờ vì địa hình và sức mạnh quân sự Việt Nam. Theo báo cáo từ trường quân chính quân khu Quảng Châu, người dẫn đường tên Niu Chengzhou nhận thấy, khi tiến công Việt Nam, cả một trung đoàn Trung Quốc không thể thực hiện được nhiệm vụ vì các chỉ huy đơn vị có kiến thức nghèo nàn về địa lý, địa mạo cũng như khả năng đọc bản đồ yếu kém. Theo Xiao Mingzhang, các đánh giá về địa lý và địa hình của PLA ở miền Bắc Việt Nam thường dựa trên những bản đồ và thông tin địa lý đã lỗi thời, trong khi khả năng trinh sát chiến trường lại rất hạn chế. Một trong những sai lầm lớn của quân Trung Quốc là đánh giá sai về lực lượng dân quân đông đảo khi dự đoán về sức mạnh quân sự Việt Nam. Dân quân Việt Nam đã thể hiện sức đề kháng không hề nao núng và thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ cản đường quân xâm lược. Ban đầu, giới lập kế hoạch quân sự PLA tin rằng họ đã tập hợp được một lực lượng vượt trội với tỷ lệ 8-1 để tấn công Việt Nam. Thế nhưng trên thực tế, chỉ tính riêng tại Cao Bằng đã có 40.000 đến 50.000 dân quân, khiến tỷ lệ lực lượng Trung Quốc chỉ còn hơn Việt Nam là 2-1. Bài học thứ 5. Tiếp viện hậu cần Trung Quốc thất bại. Học viên và giáo viên trường quân chính quân khu Quảng Châu đã sớm nhận ra mức độ khắc nghiệt của cuộc chiến khi phải đi một đôi giày và mặc một bộ quần áo trong suốt hơn 10 ngày. Bên cạnh đó là việc thiếu lương thực và nước uống. Việt Nam đã chiến đấu quả cảm trước quân Trung Quốc. Chưa tới một tuần tham chiến, khi chiến dịch bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, các đơn vị Trung Quốc bắt đầu kêu ca về tình trạng thiếu lương thực và nước uống. Đơn vị 53514, quân đoàn 55 Trung Quốc tham gia trận đánh ở điểm cao chiến lược gần Lạng Sơn báo cáo. Đơn vị cấp cao không gửi thức ăn trong nhiều ngày và binh lính đã không được ăn trong 2 ngày qua. Đơn vị 53515 cũng báo cáo về tình trạng thiếu hụt lương thực và thức uống tương tự. Hệ thống hậu cần của Trung Quốc, mặc dù tuyến tiếp ứng chỉ cách Việt Nam 4-5 km và cách đường ray bằng tường chỉ chưa tới 30 km, rõ ràng đã thất bại. Tình trạng này xảy ra gần Lạng Sơn, nhưng hệ thống hậu cần yếu kém đã gây ra những sự vụ tương tự ở các địa bàn khác như Lào Cai hay Cao Bằng. Nhìn lại cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, Nayan Chanda cho rằng Việt Nam chẳng những không phải học bài học nào của Trung Quốc như giới cầm quyền Bắc Kinh dọa nạt, mà ngược lại, Hà Nội còn dạy cho Bắc Kinh một bài học. Quân đội Trung Quốc khi đó thực tế không đủ khả năng và trình độ để thực hiện một cuộc chiến tranh hiện đại. Những tổn thất nặng nề mà họ phải hứng chịu trong cuộc chiến cũng như sự thất bại về vũ khí và chiến thuật là lời cảnh báo về sự lạc hậu của quân đội Trung Quốc, Nayan Chanda viết. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, hàng trăm nghìn binh lính Trung Quốc đã tràn qua biên giới phía Bắc Việt Nam, phát động một cuộc tấn công đẫm máu dọc theo biên giới giữa hai nước. 42 năm trôi qua, nhìn lại cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, nhiều học giả uy tín nhất trí cho rằng cuộc chiến tranh năm 1979 của Trung Quốc là một thất bại toàn diện. Thay vì khiến quan hệ Việt-Trung yếu đi, cuộc xâm lược của Trung Quốc lại gây tác động ngược lại, chỉ làm củng cố thêm quan hệ giữa hai nước. Thậm chí, giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc đã phải rút ra nhiều bài học cay đắng sau cuộc chiến xâm lược Việt Nam. Việt sử toàn thư, biết sử thêm yêu nước.